Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đầu đĩa than Onkyo, mã là BX6F. Con này hàng rất là đẹp nha các bạn. Nắp mica thì tình trạng nắp mica zin theo máy nè, sáng đẹp nè, không nứt không vỡ. Còn thân máy thì cũng đẹp 98% nha, hầu như không có bị cứng móp gì nha, các góc cạnh đều vuông góc hết. Duy nhất ở đây có một vết cứng, duy nhất nhẹ nhẹ ở đây thì không ảnh hưởng gì đến chất lượng nha. Bổ cân thì rất là độc và đẹp nha. Đợt này mình về được con này, lúc bán tới giờ là mình mới đầu tiên mình thấy cái cụm cần rất đẹp như vậy luôn á. Con này hàng độc nhất tại Việt Nam luôn á. Con này là chạy tự động hoàn toàn nha các bạn. Máy máy này là hàng cao cấp của hãng Onkyo. Với lại đi theo đợt này của mình á là kim Audio Technica. Kim này là đánh nhạc cực kỳ hay nha các bạn. Hãng nổi tiếng. Rồi giờ mình mở cho bạn nghe luôn. Đây là mình có cái khóa cần nè, mình mở khóa đây. Đây là nút nguồn. Đây lựa chọn 33 vòng, 45 vòng. Này lựa chọn size đĩa, size 30 hoặc size 17. Đây đèn báo khóa tốc độ, khi mà đặt chuẩn tốc độ nó sẽ sáng đèn, nó sẽ tự động khóa tốc độ. Con này repeat là sẽ lặp lại, nếu mình bấm lúc này hết đĩa nó sẽ quay lại hát tiếp. Reset là khi mình muốn muốn ngắt ngang á. Đây play là mình bấm chạy. Đó, mình bấm một lần tự động đưa cần vô. Đó, nó sẽ khóa tốc độ khi mà đặt chuẩn tốc độ. Nếu như bây giờ mà mình muốn thay đổi bài á, ở đây thì mình có cái nút, mình có cái cần gạt cái tay này nè. Đó, rồi mình sẽ cầm mình thay đổi cái cần thôi, di chuyển cần thôi. Đó, rồi mình hạ xuống. Hạ cũng rất là nhẹ nhàng luôn á. Mình đẹp mãi say lòng.
Tự động hết nha. Đến cần đây nó còn miếng dán băng keo renty của chính hãng nha, để bảo vệ cái cần không bị chóc sơn á khi di chuyển á. Nói chung là máy này độ mới còn rất là mới nha, đẹp long lanh luôn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.